Tình trạng lũ lụt tại Pakistan là một thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có. Đây là nhận định vừa được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong chuyến thăm tới quốc gia Nam Á này. Theo ông Guterres thì biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh các tình trạng thiên tai và thời tiết cực đoan mang tính tàn phá. Trong đó các quốc gia phát triển phải chịu phần lớn trách nhiệm về lượng phát thải nhà kính trên toàn cầu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng hối thúc việc đưa ra các hỗ trợ tài chính khẩn cấp đối với Pakistan nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nay thì lũ lụt vẫn đang tiếp tục tàn phá miền Nam của nước này với hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng. Cùng lúc này thì tình trạng dịch bệnh cũng đang gia tăng mạnh trong khu vực, đang khiến cho các bệnh viện ở đây trở nên quá tải. Một khu trại tạm bợ ở phía nam Pakistan, nơi hàng trăm người dân địa phương tìm nơi trú ẩn khỏi những trận lũ lụt kinh hoàng, đã khiến gần 1/3 đất nước chìm trong biển nước. Bao trùm xung quanh là mùi hôi thối của những cây trồng ngập nước, thức ăn thừa, rác thải, cũng như chất thải của cả người lẫn gia súc tập trung ở đó. Điều kiện sống không đủ vệ sinh, thiếu nước sạch đã tạo môi trường cho dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm. Bệnh viện thành phố Dadu cho biết họ đã tiếp nhận hơn 72.000 bệnh nhân trong những ngày gần đây, hầu hết bị tiêu chảy và bệnh dạ dày từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xung quanh. Do lũ lụt, các ca bệnh tiêu chảy, sốt rét và bệnh dạ dày đã gia tăng ở Dadu. Chúng tôi ghi nhận khoảng 100 ca tiêu chảy và khoảng 5-6 ca sốt rét mỗi ngày. Số ca tiêu chảy tăng là do nước bẩn tích tụ. Lũ lụt đã khiến hàng nghìn trung tâm y tế tại miền nam Pakistan bị hư hại nặng nề, khiến các bệnh viện khác rơi vào tình trạng quá tải. Bệnh nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Các chuyên gia nhấn mạnh, ngoài việc gia tăng các ca bệnh sau lũ như tiêu chảy, sởi, sốt rét, thì dịch COVID-19 và bệnh bại liệt cũng có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ gia tăng do gián đoạn các dịch vụ y tế. Chúng tôi đến từ vùng lũ, tôi và con tôi không có nước uống, đành phải uống nước bẩn, nên con tôi bị ốm, cháu nôn mửa rồi bị tiêu chảy. Giờ được nhập viện, được các bác sĩ chăm sóc, nên may là sức khỏe cháu cũng đỡ hơn. Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ cho Pakistan gồm thuốc men và các nguồn dự trữ khẩn cấp, trong đó có lều trại, dụng cụ lọc nước và gói bù nước qua đường uống. Cơ quan này đang kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 19 triệu đô la Mỹ cho Pakistan, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát xấu lũ.